cái bụng mà ăn cũng không vô. Sao mà nặng lòng lo quá, không biết chuyện này xử lý thì sao nữa chà. Rồi thử chứ. Phải ai biết kỹ như thầy già mà. Ê à. Tám. Trời ơi, làm gì ra túng nghe vậy? Đi ăn bánh mì đó, bụng mà ăn vô. Cầm điện thoại điện mà không bắt máy luôn. Không hay. Ăn gì bụng vậy? Đúng không? Con chị nó mát cái đầu, nói nó ấm mồ ác rồi. Bồ đó đẻ non hay gì? Đi sinh non hay gì ấm mồ ác rồi. Trời trời, con này. Trời nắng quá. Buồn mà lại gặp mày còn buồn thêm nữa. Trời nói gì cho nó cự. Nó đang gầu thú ruột nè. Cái gì mà gầu dữ hả? Trời ơi, giấu gì mày. Chuyện trong gia đình. Buồn mà tao nói điện không mất, không hay luôn trời. Nói nghe đi. Chuyện gì vậy? Bây giờ trong gia đình có một anh chồng chị là trai với tôm, mà bây giờ không có sanh đẻ được. Ông bà và chồng thì kêu thúc đẻ hoài vậy đó, đừng nói giỏi. Mà giờ không có đẻ được biết sao. Không biết thầy bà nào mà ai hay chỉ mình đi lại mình làm kiếm đứa con. Đừng nói giỏi cho. Bà nói hết chưa? Gì sao bà không nói cũng sớm? Trời. Trời ơi, có biết tôi... đâu mà nói. Không lại ông bà hút hoài tôi nhiều chuyện là tôi biết cầm dữ lắm luôn. Lầu chết luôn nè. Cái chuyện mà thầy bà này tôi hay dữ lắm luôn nè. Tao không nói sớm. Tại đi chơi hoài mà không nói. Ủa mà biết hả? Biết. Ở đâu ạ? Nghe nói ông thầy ông hay sao? Sao ổng ổng thiên chị về mà mấy người mà hiếm. Chí buồn mà. Ừ. Trời, sao mày không năm, nói? Năm người ta cũng chị. Trời ơi trời, trời chơi hoài đi mà không nói. Không nói tao đâu biết đâu. Không lẽ tự động chứ đó. Nghỉ ăn đi đi nè. Ông bà hết thuốc hoài. Chị đi liền luôn hả? Đi. Giờ này lắm có nhà nè. Đi hả? Đi đi. Ừ. Đi đi. Con nghỉ ăn uống gì đi. Nghỉ ăn đi. Ăn uống gì? Rồi sao đi không ăn dép luôn? Đồng Tây Nam. Dương âm hợp thì kim mộc thủy quả thổ. À bữa nay ngày ngày tốt ngày, bữa nay chắc có người lại khám bệnh đó. Rồi. À. Thầy ơi, có nhà không thầy? Ô. Ô, thầy ba bữa nay khỏe không thầy ba? Chào chào con. Trời cái ơi, ô khỏe. Trời ơi, mập mạp quá. Trời ơi, lâu quá mới gặp. Trời ơi. Ô, ô quen sao hả? Trời ơi, chẳng biết nhiều người lại. Gì hả? Ừ. Sao mày không dẫn để tao thốn trời. Mày đã giờ này mới dẫn trời. Mày hai câu hỏi, hai câu hỏi. Ê thầy ơi. Ơi. Trời vừa không trời bà ơi bà. Tao mừng quá à. Ơi 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 đi đi ra đây ngồi. Ê ơi ơi. Trời ơi. Con này đục nấu luôn rồi nè. Sao mày còn trẻ dữ hả? Mà kêu bằng thầy. Ủa thầy làm ngày lâu năm chưa thầy? Thầy ơi, ai dùng mấy núi. Mới không dạ nó mới nay sao trẻ dữ hả? Thầy câu đâu rồi? Vậy đó hả? Ở vùng mấy núi này ai không biết thầy. Ơi dẫn bà ơi dẫn bà hộp nhỏ kia xanh đôi luôn á. Bởi vậy làm xanh đôi luôn đó, hai thằng trai luôn. Lên trọng cho quá trời tiền luôn. Gì hả? Ừ. Bởi vậy thầy nói thầy là người mát tay mà bởi vì bà con đâu có tin. Rồi nó mua vàng cho nó nè. Ờ gì hả? Ừ. Bữa này dẫn rồi dẫn lại đây cô này ở đâu? Đây. Ở cũng gần. Em ở gần nhà của ông Tám thầy. Gì hả? Mà mới nghe ông Tám nói. Vậy là tốt em, bên Đồng Tháp rồi. Dạ rồi em mới đi đến bao xe qua đó. Ừ. À tội nghiệp phải không đi đường vất vả mời uống nước. Xe. Bà này nè, nghe nói chỉ bả mừng quá trời. Nước đi cô Tám. Dạ, uống trước đi, uống trước đi. Nghe em lặn lội qua liền luôn thầy ơi. Uống miếng nước trà giải cảm đi. Cảm ơn thầy nha. Trời. Trời nắng mà uống nước trà ở đây. Uống nước trà đi thấy vậy nó không có khác. Cái mình uống nước đá hay nước ngọt thì nó khác dữ lắm. Chảy mỡ thầy ơi. Xe nó còn đợi kìa. Ở đây là phải ở. Phải ở mà một đêm. Thầy chị còn ngày mai về. Tôi có chút tôi về trước nha. Hết cha không? Ở một đêm hả? Ừ.
Ủa, không có sao chứ á. Đi lại nguyên đêm luôn hả thầy? Ừ. Cái này thì không cần chị ban đêm cũng được, nếu mà gấp thì tôi cho về trong ngày luôn à. Dạ rồi. Còn không gấp thì cứ ở đây tôi, nhà sau tôi có giường nhất trơn á. Thầy làm ơn á, thầy chỉ em trong ngày đi, tại vì em đi lén, em đi lén chồng em chứ bà vợ chồng em nên không ai biết chân á. Gì hả? Vậy là gấp phải không? Dạ. Ô, gấp em trong ngày nha thầy. Gấp thì tôi chỉ bao nhiêu đó. Bao nhiêu mới được, nếu mà có em đền ơn cho thầy bao nhiêu cũng được hết nha thầy. Yên tâm, lợi tới tay tôi là ai cũng mát hết. Những người hiếm muộn mà lợi thầy thanh bảy núi ha. Gì đó hả thầy? Dùng bảy núi này nè là bệnh gì? Là bị thầy gì chữa? Sinh đôi. Hiếm muộn không hả? Sinh ba, sinh hai. Thầy có chữa bệnh nào đó không? Hay là chỉ chữa hiếm muộn thôi? Thì thôi thầy ơi, chẳng thôi chứ chỉ ra đây làm rồi thôi rồi cũng. Ủa mày không lại tự nhiên luôn đi ta? Không, tôi mua đồ tôi ra chợ có công chuyện nữa. Thì vậy thôi, nó công chuyện không biết đường về rồi. Cô có công chuyện thì cô cứ về trước. Điện tôi nghe. Thầy cô làm ơn giúp giùm nha thầy. Ta không biết đường về. Yên tâm đi. Có gì có gì chuyến sau thầy cà phê cà pháo cho. Rồi thôi về nghe. Trời ơi thầy có này đẹp trai quá. Mối quen cũng lâu rồi không chỉ kỹ. Rồi rồi cái này mình chỉ sao thầy? Cái này hả? Dạ mình chỉ sao thầy? Cái này cũng dễ lắm. Này vô á thầy chỉ là bấm nguyệt. Dạ. Rồi massage. Rồi cho uống thuốc. Thuốc của thầy ở đây bào chế. Nói chung là thuốc này là ở bên ngoài không có. Gì hả thầy? Thuốc bào chế. Vậy như làm liền đi thầy ơi. Để em tranh thủ gì nữa thầy. Làm liền hả? Dạ. Mà khoan, để thầy nhắm coi tình hình coi. Thấy cái tướng này cũng ngon rồi ta. Ủa? Coi nữa hả thầy? Ngon. Tướng này thấy ngon. Này chắc xanh ít nhất là cũng từ 2. Trời ơi, thầy nói em mừng quá. Em ở với chồng em 10 năm mà chưa có đẻ được. 10 năm mà chưa đẻ? Dạ. Ôi. Mà chồng em là con một, nó con út nó giỏi tâm đường nữa. Cho nên nó khó xử quá cho thầy ơi. Rồi, vậy là... mà cha mẹ chồng em có hoài, nó hoài. Nếu mà em không có đẻ được là cha mẹ chồng em cưới vợ khác được cho chồng em đó thầy. À, dạ. Nên em gầu, không ai em mắc 5kg nữa thầy. À vậy hả? Dạ. Chị lẻ lẻ giùm em đi thầy. Thôi bây giờ cô đi vô cái phòng quẹo vô trong này nè. Có phòng số 1. Dạ. Rồi vô anh cho thầy hả? Thay đồ ra đi. Rồi tắm rửa sạch sẽ đi. Rồi nằm lên giường đi. Rồi thầy vô. Rồi thầy. Ủa thầy chị mày muốn cái này ngộ vậy? Em đi cũng mấy người rồi mà đâu có vụ mà tắm rửa. Đâu có ai mà chị giống ai. Tại vì á, cái vùng bảy núi này nó khác. Là gì? Tôi chị bằng là bấm nguyệt. Rồi massage. Rồi châm cứu. Cho đã thông cái kinh mạch hết đó, đường huyết nó lưu thông. Chị em vô trong phòng số 1 á, tắm rửa rồi để thầy sẵn hả thầy? Ờ đúng. Chị lẹ lẹ thầy chị lẹ. Để giùm em ra thầy. Rồi yên tâm đi. Cảm ơn thầy nhiều dữ lắm. Rồi. Em đi. Ờ vậy biết đường không? Để thầy dẫn vô luôn cho. Dạ vậy thầy chỉ em đi em hơn thầy. Thầy dẫn vô để đi coi chừng lạc á. Đây nhiều phòng dữ lắm. Nhà thầy không mình. Mà thầy. Khép cái chừng lại chút. Chết rồi hả? Em cứ nằm để rồi em nằm em để thầy bấm nguyệt massage cho. Đó. Cái này là anh thầy ơi. Trời ơi. Chừng đi giờ em cũng đang nhức rồi thầy bớt thì em chút xíu luôn đi thầy. Giờ này nhức phải không? Dạ. Trời ơi nhức thì nó mỏi thầy ơi. Cái này là em bị thần kinh tọ rồi đó. Gì hả thầy? Lâu quá trời, chắc em không có sanh đẻ được bởi vì mà mắt không, biết không nhận không cái làn da của em gì đâu mà nó trắng quá trời luôn. Trời ơi, thầy là một đoàn lấy một người khen làn da em trắng đó thầy. Dạ. Dạ. Bây giờ mình đi vào vấn đề chính đi. Dạ. Rồi chị bây giờ chị sao vậy? Thầy em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt rồi hả thầy? Thầy sẽ làm em mà có con. Bằng đấy, tôi ngồi đây đàng hoàng đó. Tôi thấy rồi thầy. Thầy làm sao đó thầy? Ôi. Cốc nhận. Đó này nó ngọt cái kia ơi trời. Ngọt như mía lùi vậy đó.
xuống tề tái cả mình mấy. Rồi rồi thôi em coi bản đồ đạt cho đi rồi đi về. Thầy, các chị này hiểu quá không thầy? Bảo đảm trăm trăm. Để em mà về mà em có con em được chia gia tài đó, em ăn ơn thầy nhiều dữ lắm luôn. Thầy chồng em yếu thôi. Thôi em về đi. Cứ về đi rồi có gì ít hôm nữa ghé lại thầy, thầy làm cho một lần nữa là bảo đảm đậu. Dạ, trời em ơn thầy nhiều lắm thôi. Rồi thầy, em về đó thầy. Về đi. Bye. Quỷ à. Em thầy lấy đằng sau nghe. Rồi rồi, bye bye bye. Bữa nay trời nắng quá. Không nhận. Mấy cái ca nào mà lại đây mình bị cũng mát thiệt chứ. Không nhận nhớ cái lần nhỏ trước. Vậy, nó là ngon. Chưa luôn hết. Thầy, nói chuyện với ai vậy? Ủa? Chuyện ai chuyện mình đi. Trời ơi, lâu quá nhớ thầy cũng chết luôn á. Mới đây có mấy ngày mà trời nói... ơi, hôm nay hơn tân rồi thầy ơi. Thầy ơi. Mà công thầy, nhận. Công nhận thầy quá trời má tay luôn thầy ơi. Đậu chưa? Đậu luôn rồi. Đậu luôn. Bởi vì bữa nay thầy thấy mặt em xinh xao hốc hác. Nhớ thầy quá à. Nhận. Nhờ em vậy đó, nhờ em vậy đó. Sau này mà em kìa bác quá đang tại trận nha. Bà làm gì đây? Tí anh tôi đã xử với bà không tốt cái gì mà bà ra đây vậy? Sai ra. Anh tôi đã xử với bà không tốt cái gì mà bà lại mà ra dưới trong loại này ông lại. Thầy, thầy. Thầy gì? Thầy chữa bệnh hiếm muộn. Thầy chữa bệnh hiếm muộn gì mà làm cho bác sinh bụng có bầu. Thì ta chữa hiếm muộn. Thầy chữa hiếm hiếm muộn. Hiếm muộn là ông lấy cái clip mà ông thấy độc quá hay gì mà để bác có bầu. Sao cô nói vậy? Mà bà đi chữa bệnh rồi bà thì chữa bệnh gì đó hả? Thì uống công á, anh của tôi á nói thử với bà tốt quá mà. Nó cho bà thiếu ăn thiếu uống gì không mà lại mà ăn giọng cái cù lớp của ông. Tại sao em biết nói vậy? Ông nghe khóa gia can nhìn người ta nghe tôi báo mà bắt ông cái bà ông nha. Còn bà đó. Còn bà thì bà đi khỏi nhà đi đây. Nói rồi đó, ông khóa gia can của người ta. Ông là con giáp của người ta. Ông là bà ơi. Cù bóp con bà rồi bắt cái bà ông nè. Về luôn. Ông bà đi khỏi nhà luôn đi. Nhà luôn. Ông bà đi khỏi không liên hệ với chồng cái anh của tôi nha. Đi rồi. Đi khỏi nhà đi. Ông bé ông.